Mexico phát hiện camera quay lén trong dinh tổng thống. Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador ngày 29 tháng 8 nói rằng một thế lực nào đó đang theo dõi ông và nội các của ông, hé lộ rằng một camera quay lén tinh vi đã được phát hiện trong dinh tổng thống tại thủ đô Mexico City. Trong buổi họp báo hàng ngày, ông Obrador nói rằng thiết bị đã được tìm thấy trong căn phòng thường được dùng để tổ chức các cuộc họp. Hãy tưởng tượng mà xem, họ đã quay lén chúng tôi trong phòng họp ngay tại đây. Ông Obrador nói, nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do ngôn luận và minh bạch. Mặc dù không nói chi tiết về camera quay lén hay cách mà thiết bị này xâm nhập vào khu vực bảo mật, nhưng Tổng thống Mexico tuyên bố ông không có gì phải sợ vì không có bất cứ bí mật nào. Những gì mà chúng tôi trao đổi là hoàn toàn hợp pháp, minh bạch và không điều gì có thể dùng để chống lại được chúng tôi, ông Obrador nhấn mạnh. Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, ông Obrador cho hay ông và gia đình là nạn nhân của gián điệp. Khi nhậm chức vào tháng 12 năm 2018, ông đã cho đơn vị tình báo quốc gia CIC ngừng hoạt động và tiến hành cải tổ cơ quan này. Tổng thống Mexico cáo buộc các chính phủ trước thiếu minh bạch và không ủng hộ tự do ngôn luận. Ông cũng chỉ trích những thông tin trái chiều gây bất lợi cho chính phủ ông do các đối thủ chính trị hoặc phe bảo thủ tung ra nhằm gây ảnh hưởng tới chương trình nghị sự của ông. Trong chiến dịch tranh cả năm ngoái, ông Obrador đã đưa ra hàng loạt các cam kết với cử tri. Ông cam kết sẽ kiên quyết chống tham nhũng, chỉ nhận một nửa số lương, cắt lương của các quan chức cấp cao, sống cuộc đời giản dị, biến dinh thự tổng thống thành trung tâm nghệ thuật cho nhân dân, ban lệnh cấm các quan chức cấp cao sử dụng trực thăng hay máy bay riêng, bán chuyên cơ tổng thống đắt đỏ. Ông nói sẽ sống giản dị cho dù đến khi kết thúc nhiệm kỳ không có nổi một tấm áo sơ mi trên lưng. Ngay từ trước khi nhậm chức, ông Obrador đã giao bán chiếc chuyên cơ trị giá hàng trăm triệu USD để tiết kiệm ngân sách. Đức Hoàng, theo Sputnik, bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.